Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau gần một năm có hiệu lực, luật đầu tư và luật doanh nghiệp đang đi đúng hướng, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo hiến pháp. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn không ít vấn đề và vướng mắc phát sinh như thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp luật của luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014 và việc loại bỏ giấy phép con vẫn gặp khó. Vậy thực trạng của vấn đề này là như thế nào? Và làm thế nào để giải quyết những vướng mắc này? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 chưa hết vướng mắc. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi những kết quả đã đạt được sau gần một năm có hiệu lực của luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Dựa trên báo cáo tình hình thi hành luật doanh nghiệp và đầu tư vừa qua, tính đến ngày 12 tháng 4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo cáo tình hình triển khai luật doanh nghiệp, đầu tư của 18 ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh của 8 bộ, nhìn chung hai luật cơ bản đã đi vào cuộc sống. Ở Trung ương đã ban hành 6 nghị định và 6 thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hai luật. Nghị quyết số 59 NQCB ngày 7 tháng 8 2015 của Chính phủ về triển khai thi hành luật doanh nghiệp và đầu tư và quyết định số 1672 QĐ-TTG ngày 28 tháng 9 2015 thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và đầu tư. Ở địa phương, hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, nhất quán hai luật, đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn, xáo trộn. Xét về khâu tổ chức thực hiện luật, thì tôi thấy về cơ bản là các cái địa phương họ rất là phấn khởi và rất là tích cực trong việc thực hiện các cái biện pháp để triển khai thực hiện luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Và tôi cũng nhận thấy rằng là cái động cơ tại sao họ lại phải tích cực và chủ động như vậy thì theo tôi là vì họ là những cái cơ quan mà trực tiếp phải tổ chức thực hiện luật ngay từ ngày đầu tiên luật có hiệu lực thi hành và không thể lùi hay chậm trễ được. Hiện nay, những kết quả tích cực của luật doanh nghiệp và đầu tư đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Qua tiếp xúc thực tiễn gần 1.000 thanh niên khởi nghiệp để thành lập doanh nghiệp trong hơn 5 năm qua, thì cái luật doanh nghiệp lần này cũng như là cái dự thảo, cái nghị định thông tư này nó mang lại rất nhiều cái lợi ích cho các cái thanh niên khởi nghiệp lập công ty doanh nghiệp để phát triển các hoạt động kinh doanh của mình. Với những điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp và đầu tư như doanh nghiệp được kinh doanh tất cả những gì mà luật không cấm mà không phải được kinh doanh những gì mà luật cho phép, nhưng đưa ra danh mục những ngành nghề cấm kinh doanh, đưa ra danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nâng cao hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bãi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước, thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, cùng nhiều cải cách khác. Với những cải cách mạnh mẽ này, đến nay đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giảm xuống còn 2,9 ngày đối với đăng ký thành lập mới, 2,7 ngày đối với đăng ký thay đổi. Nhờ đó giảm hơn nửa triệu ngày chờ đợi cho doanh nghiệp. Tất cả đều cho rằng luật doanh nghiệp mới và luật đầu tư đều hướng tới một cái mục tiêu rất rõ ràng để khẳng định rằng doanh nghiệp được làm những gì mà luật không cấm và doanh nghiệp được đầu tư vào những lĩnh vực nào là không bị cấm. Và những cái lĩnh vực nào mà đầu tư mà có điều kiện thì chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì bất kỳ công dân Việt Nam nào đủ điều kiện quy định của luật đều có thể tham gia thành lập doanh nghiệp, đều có thể tham gia vào lĩnh vực đầu tư. Cải cách cái thủ tục về các cái thủ tục hành chính thì cho đến nay ghi nhận thấy rằng là cái thời gian thực tế để xử lý các cái hồ sơ nó có giảm hơn so với trước đây. Những cải cách mạnh mẽ của hai luật đã được tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới ghi nhận trên các chỉ tiêu như khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư. Mới đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2015 cũng ghi nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp có bước tiến lớn nhất và có số điểm cao nhất trong vòng 11 năm điều tra BCI. Tôi cho rằng ở đây đó thì sự khẳng định trong luật đầu tư về bảo đảm đầu tư đó là tăng cường cái điều này rất rõ ràng. Chính cái tính minh bạch, công khai nó cũng là tăng cường cái sự bảo đảm, bảo vệ nhà đầu tư. Cái chúng ta thấy rõ ràng nhất đó là cái chọn bỏ chứ không phải là chọn cho. Tức là cái gì nhà nước không cấm thì doanh nghiệp được làm. Khác với trước đây là cái gì nhà nước cho phép thì doanh nghiệp mới được làm. Một trong những kết quả ghi nhận khi luật doanh nghiệp và đầu tư thi hành sau gần một năm là số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã gia tăng đáng kể. Và một kết quả khả quan hơn là các doanh nghiệp đã thành lập mở rộng kinh doanh, tăng vốn và các khoản đầu tư. Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 34.721 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 248.200 tỷ đồng.
tăng 22,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,1 tỷ đồng, nếu tính cả 553,3 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 801.500 tỷ đồng. Tuy đạt được những kết quả nhất định, nhưng thực tế cũng cho thấy còn không ít vấn đề và vướng mắc phát sinh trong thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến thực thi luật doanh nghiệp không nhiều, song đối với luật đầu tư, do quy mô và mức độ đổi mới rất lớn, được thực hiện trên phạm vi rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều văn bản pháp luật, nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau, nên phát sinh khá nhiều vấn đề vướng mắc. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. 8 giờ sáng tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Quá đông doanh nghiệp đến làm thủ tục. Thế nên chuyện xếp hàng rồi chờ đợi đã trở thành một việc bình thường. Số lượng giải quyết hồ sơ lúc mà nhập dữ liệu ở khu một cửa ấy thì nó bị chậm, cho nên là sẽ bị dồn ứ các hồ sơ ở những ngày tiếp theo. Hà Nội là một trong những địa phương triển khai sớm luật doanh nghiệp 2014 với việc giảm thời gian giải quyết thủ tục doanh nghiệp, thời gian đăng ký kinh doanh xuống còn 3 ngày. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục giảm, trong khi số cán bộ biên chế tại bộ phận một cửa không tăng, đã khiến tạo áp lực không ít cho bộ phận một cửa. Thì tôi thấy rằng là vấn đề đã xuất hiện ở những cái địa phương lớn, đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và Đà Nẵng. Thì nó xảy ra cái tình trạng là khi mà cả cái cơ sở vật chất cũng như là nhân sự, cách phương thức tổ chức công việc chưa thay đổi nhiều, nhưng cái số lượng người thực hiện thủ tục hay là số lượng gọi là sự gia tăng về các cái thủ tục nó gia tăng, thì dẫn đến những cái sự quá tải nhất định và có thể gây những cái khó khăn cho người thành lập doanh nghiệp hoặc là thực hiện thủ tục. Ví dụ như cái việc mà phải chờ đợi nộp hồ sơ hay chờ đợi nhận kết quả, đôi khi nó có thể kéo rất dài và khiến cho cái việc giải quyết thủ tục nó cũng có những cái khó khăn. Mặt khác, luật doanh nghiệp 2014 vẫn bộc lộ quá nhiều bất cập, cụ thể là doanh nghiệp có thể tự lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh, nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn yêu cầu phải trình bản xác nhận ngành nghề, doanh nghiệp vẫn phải kê khai. Việc thông báo mẫu dấu cũng mất nhiều thời gian, khoảng 4 ngày, gây khó cho doanh nghiệp. Về ngành nghề ghi trên đăng ký kinh doanh, hiện tại thì theo luật doanh nghiệp mới thì không yêu cầu ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp. Nhưng khi lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì các doanh nghiệp vẫn phải kê khai ngành nghề và vẫn phải tìm mã cấp 4, hiện tại là mã cấp 4 để áp vào cái hồ sơ của mình. Cái đấy là cũng một cái khâu gây cho các doanh nghiệp là mất thời gian, tốn kém thời gian, công sức để tìm kiếm cái hệ thống ngành nghề. Trong khi đó, dù luật đầu tư đã cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư theo hướng thay đổi thủ tục thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện bằng thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không yêu cầu lấy ý kiến thẩm tra của các bộ ngành. Tuy nhiên, một số văn bản pháp luật được ban hành trước thời điểm luật đầu tư có hiệu lực vẫn yêu cầu thực hiện các thủ tục khác trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này dẫn đến xung đột giữa các văn bản pháp luật, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả cơ quan đăng ký đầu tư. Các cái xung đột có thể xung đột về cái trình tự thủ tục đầu tư, ví dụ như đối với luật về tài nguyên, về môi trường chẳng hạn. Thế thì nếu như luật môi trường thì yêu cầu là phải có cái tác động, đánh giá tác động môi trường trước khi anh về cấp cái giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng luật đầu tư thì khi mà trình tự thủ tục thì cứ đủ yêu cầu, đủ điều kiện, mà trong đó yêu cầu điều kiện thì không yêu cầu phải có cái giấy có cái đánh giá tác động về môi trường thì họ đã có thể cấp cái giấy nhận đầu tư. Thế như vậy trong trường hợp thực tế không thể thực hiện được. Hay liên quan đến vấn đề về thẩm quyền thì ví dụ như cái luật xây dựng thì những cái dự án về xây dựng nhà ở chẳng hạn thì họ nói cơ quan đầu mối này là cơ quan là sở xây dựng, trong khi luật đầu tư nói là các dự án đầu tư nói chung thì đầu mối này là sở quy hoạch đầu tư. Thế thì như vậy nhà đầu tư trong trường hợp này khi mà triển khai một cái dự án liên quan đến kinh doanh hay đến xây dựng nhà ở thì họ nộp hồ sơ ở đâu? Đặc biệt dù các bộ đã tập hợp, rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, đã soạn thảo các nghị định có liên quan để đảm bảo tính hợp pháp của các văn bản về điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế, các bộ ngành chưa thực hiện việc tập hợp và công bố công khai các quy định về điều kiện kinh doanh trên Cổng Thông tin Quốc gia về Doanh nghiệp theo đúng quy định có liên quan của luật đầu tư. Thêm vào đó, công tác tập hợp rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh chưa phân tích đánh giá tính cần thiết, tính phù hợp, tính hiệu lực và hiệu quả của các quy định trong quản lý nhà nước. Do đó, phần lớn các dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh mới chỉ chuyển đổi một cách cơ học các quy định tại các thông tư thành các quy định liên quan tương ứng trong các nghị định sắp ban hành.
Vì vậy, về cơ bản, chưa có cải thiện về chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh. Thưa quý vị, bên cạnh sự thiếu thống nhất giữa các văn bản luật của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014, thì một vướng mắc rất lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp là tình trạng giấy phép con. Đây hiện đang là gánh nặng rất lớn khiến cho cộng đồng doanh nghiệp tốn thêm chi phí, thời gian và ngày càng kiệt quệ. Đại diện công ty cổ phần may Thêu Minh Long Hưng cho biết, luật doanh nghiệp hướng đến đơn giản tối đa thủ tục cho doanh nghiệp nhưng hiện nay còn nhiều khâu phiền hà, gây tốn thêm nhiều thời gian và chi phí. Ông cho biết thêm khi chuyển đổi mô hình công ty như doanh nghiệp ông vừa qua thì cần những hình thức đơn giản thủ tục cho doanh nghiệp hơn, tránh gây phiền hà, từ đó có thể tiết giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp mới có nhiều cái điểm rất là hay, rất là cởi mở. Nhưng trên thực tế khi thực hiện ở dưới cơ sở thì nó không hoàn toàn như vậy. Ví dụ như tôi chuyển đổi cái mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn lên công ty cổ phần là phải qua một hai cái công đoạn đó. Mà tôi thấy nó không cần thiết, cái đó rất là thừa và cái đó là làm cho doanh nghiệp rất là mất thời gian đó. Và những cái đó đều đưa vào chi phí sản phẩm, chi phí giá thành thôi, từ giám đốc cho đến nhân viên đó. Rồi bao nhiêu những cái công đoạn là phải đi tới lưu chi phí linh tinh rồi đó. Luật doanh nghiệp và luật đầu tư là bước cải cách đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó hạn chế tối đa giấy phép con là một trong những mục tiêu mà chính phủ hướng tới. Tuy nhiên, một thực trạng rất đáng quan ngại hiện nay là tình trạng giấy phép con vẫn đang tồn tại, phát sinh những con số khổng lồ. Theo thống kê gần đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, hiện có tới 7.000 giấy phép con đang hành doanh nghiệp và một nửa trong số đó là không hợp lý và tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Và điều đáng quan ngại hơn là trong những giấy phép này, nhiều loại đã được bãi bỏ, xong lại được khôi phục lại với mức độ phức tạp và khó khăn hơn. Tâm lý bộ ngành luôn luôn muốn quản lý. Và cái nào mà ông quản lý không được thì ông đẻ ra một cái số điều kiện kinh doanh để ông hạn chế lại. Và vì vậy, cái bộ nào cũng đẻ ra rất là nhiều giấy phép con. Và giấy phép con rồi sau giấy phép con tới giấy phép cháu rồi đời dưới nữa rồi rất là nhiều giấy phép khiến cho chúng ta đi vào môi trường kinh doanh mới nhìn luật thì thông thoáng. Nhưng mà càng xuống dưới thì càng rối. Vì sao có chuyện giấy phép con? Lý giải vấn đề này là vì thế này. Bộ kế hoạch đầu tư sau khi mà nghiên cứu rà lại cho đến cuối năm 2015, sau khi đã có nghị định hướng dẫn cái luật đầu tư và luật doanh nghiệp ra đời đó, thì vẫn còn 3.000 điều kiện đầu tư, vẫn còn 3.000 điều kiện đầu tư kinh doanh mà trong các thông tư, trong quyết định được ban hành có hiệu lực. Theo quy định, đến ngày 1 tháng 7 2016 sẽ dỡ bỏ hết các điều kiện kinh doanh làm khó doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc soạn thảo văn bản có liên quan đến điều kiện kinh doanh thay thế thông tư quyết định của các bộ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2016 vẫn chậm được triển khai, gây khó khăn cho việc áp dụng luật. Thêm vào đó, các bộ cũng chưa ban hành các điều kiện kinh doanh đối với 15 trên 16 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Và cho đến nay, các bộ ngành chưa thực hiện việc tập hợp và công bố công khai các quy định về điều kiện kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp theo đúng quy định có liên quan của luật đầu tư. Ông nói rằng là cổng thông tin điện tử quốc gia trở thành cái cực kỳ quan trọng, và chính đây cũng là cái mà chính phủ đang rất quyết tâm phải làm cho bằng được. Nếu không làm thì rõ ràng doanh nghiệp rất khó tiếp cận với các cái thông tin cần thiết. Theo chia sẻ của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong buổi đối thoại với Thủ tướng ngày 29 tháng 4 vừa qua, tình trạng 6.000 đến 7.000 giấy phép con đang tồn tại là một trong những yếu tố cốt lõi làm hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp sụt giảm. Theo đó, ông cho biết, trong số các doanh nghiệp hoạt động vào cuối năm 2015, 42% doanh nghiệp hoạt động có lãi, hơn một nửa, 58% doanh nghiệp thua lỗ và hòa vốn. Đây là những con số đáng lưu tâm và là điều không bình thường trong nền kinh tế. Thưa quý vị, với những khó khăn và vướng mắc trong tổ chức thực hiện hai luật, nhất là luật đầu tư là khá đa dạng ở nhiều cấp độ khác nhau, làm cho một số nội dung của luật đầu tư, luật doanh nghiệp chưa được thực hiện một cách đầy đủ và nhất quán. Mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ ngành để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện luật doanh nghiệp và luật đầu tư, thông điệp sẽ ủng hộ bảo vệ sản xuất kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với việc Thường trực Chính phủ ưu tiên ngay trong phiên họp đầu tiên để tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.
nhất là sự vênh nhau giữa hai đạo luật này với các đạo luật khác, Thủ tướng khẳng định mọi biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thi hành hai luật này đều không được trái với những quy định tiến bộ trong luật đã được Quốc hội thông qua. Tinh thần của Thủ tướng, các phó thủ tướng là có một quyết tâm chính trị rất là cao để thực hiện luật đầu tư, luật doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không để khoảng trống pháp lý. Thứ hai nữa là không cầu toàn mà yêu cầu tất cả bắt tay ngay từ bây giờ để kịp thời gian. Yêu cầu thứ nhất là tinh thần là phải cải cách đổi mới, tạo mọi điều kiện cho tổ chức kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, phải ủng hộ và bảo vệ quyền kinh doanh, công khai hóa các cái điều kiện kinh doanh, tức là không làm trái luật, không có giấy phép con hay để ra các điều kiện phức tạp trong kinh doanh mà luật đầu tư, luật kinh doanh nghiệp đã nêu, đặc biệt là luật đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đồng ý ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hai luật trên theo quy trình rút gọn, dùng một nghị định sửa nhiều nghị định, kiên quyết xong trước ngày 1 tháng 7 năm 2016, đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, khẩn trương triển khai xây dựng nghị định này. Bây giờ, cái thứ nhất là một nghị định sửa nhiều nghị định, thì tôi đề nghị là về phương pháp thôi. Giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì. Tôi nói tóm lại, thế còn nội dung cụ thể công chí thì đó. Và cái nhóm thứ hai là nhóm nghị định để làm rõ kinh doanh có điều kiện. Thì tôi đề nghị là bộ chủ trì đó phải có văn bản đầy đủ để tập hợp. Cái này rất quan trọng, vì Bộ Kế hoạch Đầu tư là bộ tổng hợp, không phải là bộ chuyên ngành, không có điều kiện để hiểu rõ tất cả những điều kiện cụ thể này. Chính vì vậy mà những cái vấn đề mới của điều kiện kinh doanh mới, nhất là 15 cái điều kiện kinh doanh mới đó, nên có một nghị định chung do bộ chuyên ngành các ông chỉ cung cấp để Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì xử lý với sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đôn đốc chủ trì triển khai. Cùng với đó, cần gắn việc tổ chức triển khai thực hiện luật đầu tư, luật doanh nghiệp với nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, những quyết tâm ở cấp trung ương phải được lan tỏa tới tất cả các cấp địa phương. Trách nhiệm người đứng đầu được nhấn mạnh là chìa khóa để tháo bỏ những lưỡng lự, băn khoăn, đặc biệt là thói quen trong thực thi công vụ của công chức. Cho đến nay thì đã có những biện pháp rất mạnh mẽ, nhưng có lẽ sắp tới cần phải có những biện pháp mạnh hơn. Là có thể phải gắn, đặt ra chỉ tiêu, giống như chúng ta xây dựng cái nghị quyết thứ 19 ấy, là chúng ta đặt ra cái chỉ tiêu cải cách, đó là cắt giảm thời gian, cắt giảm chi phí. Thế thì lần này cải cách là chúng ta cũng có thể học tập thêm một cái nghị quyết 19, là chúng ta gắn, thứ nhất là gắn trách nhiệm với bộ trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng, và thứ hai là chúng ta cũng phải có một cái gắn với một cái chỉ tiêu cụ thể trong việc cắt giảm những cái chi phí và thời gian, cũng như cắt giảm những cái giấy phép, những cái điều kiện kinh doanh mà không còn cần thiết hoặc là không hợp lý. Có lẽ nó sẽ cụ thể hơn và có thể nó khiến cho các bộ ngành không thể không thực hiện được. Tôi cho rằng cái hoạt động của tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư này cần phải tích cực hơn. Đấy là việc theo dõi sát sao cái công việc áp dụng luật doanh nghiệp, luật đầu tư của các cơ quan cấp dưới, đặc biệt ở đây là Sở Kế hoạch Đầu tư cũng như các bộ ngành liên quan. Thì nếu trong trường hợp có thấy bất cập, nhìn nhận thấy bất cập gì mà nó vi phạm trái với luật đầu tư, luật doanh nghiệp thì cần có kiến nghị Chính phủ cũng như kiến nghị các bộ ngành đấy để chỉnh sửa đổi một cách hợp lý, nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng làm sao để cho kỳ vọng cho các doanh nghiệp, để dẫn đến là các doanh nghiệp được mang tâm lý là tự tin hơn, an toàn hơn trong kinh doanh. Luật doanh nghiệp và luật đầu tư được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 với nhiều nội dung đổi mới, thông thoáng hơn, cho thấy sự đổi mới tư duy trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh thông thoáng hơn. Song chính những bất cập đang gây ra bức xúc và cản trở mà đối tượng chịu chính vẫn là doanh nghiệp và người dân. Do đó, với những chỉ đạo rất kịp thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau khi nhậm chức đã lấy lại niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó kết hợp với ổn định kinh tế vĩ mô ngày càng được củng cố, chắc chắn sẽ giúp phục hồi và tăng thêm sinh lực cho người đầu tư và doanh nghiệp, mang đến các cơ hội, lòng tin và động lực mới để mở rộng và phát triển kinh doanh, đưa nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững.
Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.